Một bắt đầu phun. Thưa quý vị, như vậy là trải qua một ngày check-in Việt Nam có mặt tại Mai Châu Hòa Bình. Và đặc biệt chúng tôi có mặt tại Havana Retreat, một trong những cái resort rất là đẹp và tuyệt vời tại Mai Châu Hòa Bình. Và quý vị là quý vị nên một lần thử đến với Mai Châu Hòa Bình để trải nghiệm cái cảm giác rất là thú vị, được thưởng thức những cái nét văn hóa độc đáo của dân tộc Mông, Mường và Thái. Và đặc biệt thưởng thức những cái món ăn ngon do các đầu bếp xịn sò tại đây nấu. Và hy vọng rằng quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ khung giờ quen thuộc của chúng tôi vào tối thứ bảy hàng tuần trên sóng VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Còn bây giờ Phúc phải đi bơi đây. Bye bye. Rồi. Rồi, giờ đi. Mời anh Phúc ơi. Đi đi. Anh vào tí nữa. Anh vào đi. Rồi anh ơi, bơi đi. Thưa quý vị, như vậy sau một ngày trải nghiệm check-in Việt Nam có mặt tại Mai Châu Hòa Bình, đặc biệt chúng tôi đã có mặt tại Havana Retreat, một trong những cái resort rất là đẹp tại đây, thì Phúc nghĩ rằng quý vị nên thử một lần đến với Mai Châu Hòa Bình để cảm những cái nét văn hóa độc đáo, những thức ăn thật là ngon và đặc biệt là những cái cảnh đẹp nhất mà chúng tôi luôn luôn gửi đến khán giả của check-in Việt Nam. Quý vị nhớ đón xem vào mỗi tối thứ bảy trên sóng VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Còn bây giờ Phúc phải đi bơi thôi. Bye bye. Rất nên lấy giúp anh đấy. Máy anh nhé. Hôm nay sáng cũng đẹp luôn. Cầm luôn anh ơi.